shopandy.net. Trong đây có rất nhiều nick xịn sò, tha hồ mà lựa chọn, đặc biệt giá bằng vài cốc trà sữa. Đầy đủ mọi vòng quay may mắn, ai có nhu cầu thì vào xem cho biết. Haki quan sát. Farm lính nhanh, di chuyển trước. Di chuyển trước giúp chúng ta hỗ trợ team trước dễ lấy ưu thế, vào thế chủ động hơn. Nhắm giết được thì SP cũng không tha. Ở giai đoạn đầu game Veza rất cần có vàng, cho nên cứ cố gắng farm, đảo lên kiếm mạng. Đủ đam rồi thì có thể nhường tài nguyên lại cho AD, hoặc dừng để team cân bằng hơn, tránh trường hợp người quá xanh người quá phế. Late game rất khó thắng team bạn. Chú ý Illumia, tránh để lộ sai, đợi chiêu 2 hồi thì tốc biến bắt ngay. Trong trường hợp lính lên cao như thế này thì vòng lại bụi trên. Illumia đang dồn sự chú ý vào Ryoma, ra bất ngờ như vậy Illu làm sao có thể đỡ được. Pha này SP team bạn checkmate nên bị lộ sai. Mọi người nên nhớ lộ sai rồi thì không được núp, tránh để team bạn kéo team lại hội đồng nhé. Không có SP mà hai chủ lực team bạn dám lên cao đến như vậy. Có cơ hội là dứt khoát không chần chừ. Gấu đang lộ sai mà ngang nhiên di chuyển vào bụi, chẳng khác nào chỉ chỗ cho địch. Mọi sai lầm đều phải trả giá. Video kết thúc tại đây rồi, cảm ơn mọi người đã xem, nhớ cho mình một follow, cảm ơn ạ.